Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Oanh Channel. Trong chuyên mục Vào Bếp Cùng Oanh hôm nay, Oanh xin hướng dẫn các bạn công thức để làm món cá lóc chà bông nha. Làm sao cho cá chà bông của chúng ta dễ gỡ xương, không bị khô, giữ được khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày nha. Ở đây nguyên liệu gồm 6g hạt nêm, 10g đường, khoảng nửa muỗng đó các bạn, và 4 muỗng canh nước mắm. Các bạn chọn loại nước mắm ngon chừng nào thì cái chà bông của chúng ta càng thơm ngon nhiều chừng đó nha. 1 muỗng canh tỏi phi và 400g cá lóc. Để được 400g cá lóc như thế này thì anh phải mua 2 con cá lóc. Sau đó anh lấy 400g vừa đủ để mình làm chà bông thôi. Còn lại 2 cái đầu sẽ dùng để nấu canh hoặc dùng cho món khác nha. Các bạn khứa chúng như thế này thì chúng sẽ nhanh thấm gia vị hơn nha. Bây giờ các bạn cho đường và hạt nêm vào luôn. Thoa đều chúng như thế này nè. Sau khi thoa đều, các bạn ướp tầm 15 phút. Trước khi đem hấp, các bạn sẽ cho tỏi cháy vào luôn nha. Chỉ cần thoa đều sơ sơ tỏi cháy trên mặt như thế này để khi hấp nó sẽ thơm hơn, ngon hơn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt một nồi nước, sau đó cho cá vào hấp. Hấp tầm khoảng 20 phút là cá của các bạn sẽ chín. Sau đó các bạn để nguội và gỡ xương cá thôi. Chúng ta đã nguội rồi nè các bạn. Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách để gỡ xương cá lóc nha. Mình cá lóc cũng không khó để gỡ xương đâu các bạn. Chúng chỉ có một đường xương giữa, xương vòng ngay bụng và hai bên xương vuông góc với đường xương sống của chúng. Các bạn gỡ như thế này, sau đó dùng tay ấn nhẹ vào thì cả một dàn xương sẽ nổi lên. Các bạn dùng đũa gỡ như thế này rất dễ, hoặc có thể dùng dao cũng được. Nếu dùng tay các bạn phải gỡ từng cái xương, còn nếu dùng đũa với dao thì các bạn sẽ gỡ một lần cả một lớp xương luôn, gỡ khá là nhanh nhé. Đó, các bạn dùng đũa như thế này. Một số cái xương ngắn quá thì chúng ta cũng gỡ ra rất là dễ nha. Hiện tại bây giờ thì cá của chúng ta đã hết xương rồi đó các bạn. Nếu các bạn sợ thì có thể bẻ nhỏ nó ra như thế này. Cá của chúng ta sau khi gỡ xương, các bạn sẽ sử dụng một cái bịch ni lông để cho phần thịt cá vào như thế này. Các bạn có thể sử dụng một cái thanh gỗ hoặc một cái cán dao, một cái đuôi dao hay vật gì đó nặng nặng là các bạn có thể dần nhẹ ra rồi. Quá trình dần nhẹ này sẽ giúp cho các thớ của cá bông lên. Lát nữa chúng ta chà bông sẽ nhanh chóng bông lên nha các bạn. Các bạn nhớ đừng có nắm kín miệng bịch nha, làm như thế thì bịch sẽ bị rách đó. Chúng ta chỉ ấn hờ thôi. Nhẹ tay thôi nha các bạn, không có cần dùng sức quá đâu. Nếu các bạn sử dụng bọc lớn hơn thì sẽ dễ dàng dần hơn. Ở đây anh có bọc cũng hơi nhỏ.
Về phần nước hấp cá khi nãy, chúng ta sẽ cho vào chảo, sau đó sên đến khi sệt lại. Sau đó các bạn sẽ cho nước mắm vào luôn nha. Các bạn cứ bắt lửa to hết mức đi, đến khi cái sốt của chúng ta sệt lại. Như thế này thì các bạn bắt đầu cho cá vào là được. Nếu các bạn cho cá vào sớm quá thì cái quá trình chúng ta chà bông sẽ lâu hơn. Kể từ khi cho cá vào thì cái thời gian mà anh chà bông khoảng tầm 7 phút thì cá của anh đã bông lên ở một độ nhất định. Các bạn sử dụng một cái sạn có lỗ ở giữa như thế này thì quá trình chà bông sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nếu các bạn sử dụng sạn không lỗ thì có thể tốn thêm khoảng 3 đến 5 phút để cho cá bông lên nha các bạn. Các bạn nhớ làm đều tay nha, để cá bị khét. Anh biết có nhiều bạn ngán chà bông cá lóc bởi vì sợ cá lóc sẽ còn xương thì khi bé ăn vào sẽ bị hóc. Nhưng với cách gỡ xương cá ban nãy anh chia sẻ cho các bạn thì nếu mà các bạn gỡ còn sót trong quá trình chà bông, xương cá sẽ rất dễ bông lên. Chúng ta chỉ cần nhặt bỏ những cái xương đó là được. Hiện tại thì chảo cá lóc của chúng ta đã bông lên rồi nè các bạn. Nếu các bạn làm cho cá bông lên mà các bạn muốn ăn mềm thì như thế này là được rồi nha. Còn nếu các bạn muốn ăn khô hơn một chút thì các bạn thể sao cho đến độ khô nhất định. Các bạn sao càng khô thì chà bông của chúng ta giữ được càng lâu hơn nha. Nếu các bạn sao ở cỡ như anh đang để trên bếp thì khoảng tầm 10 ngày đến 15 ngày là chà bông của chúng ta vẫn thơm ngon nếu được bảo quản trong tủ lạnh. Để bên ngoài thì tầm 3 ngày nha. Hiện tại thì chảo cá chà bông của chúng ta đã hoàn thành rồi. Các bạn thấy làm chà bông cá lóc có dễ không? Nếu các bạn làm thành công thì hãy nhắn tin cho anh biết nha. Các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để cập nhật những video anh mới ra sớm nhất nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.